Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Mỹ Business Insider vừa có bài viết so sánh về cán cân sức mạnh lực lượng tàu ngầm giữa Nga và Mỹ và đã có những nhận định đầy bất ngờ. Bài viết cho biết rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Mỹ có tổng cộng 14 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo cùng 280 tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân. Mỗi quả tên lửa này có thể quét sạch một thành phố. Ngoài ra, còn có 4 tàu ngầm trang bị tên lửa có vệ tinh dẫn đường, với 154 quả Tomahawk một chiếc và 54 tàu ngầm tấn công hạt nhân. Tất cả các tàu ngầm của Mỹ được sản xuất với công nghệ tối tân với vũ khí là hạng nặng. Trong khi đó, Nga chỉ có vẹn vẹn là 60 tàu ngầm, nhưng không phải vì thế mà chúng thất thế. Các tàu ngầm của Nga không thua kém về khả năng tàng hình so với các đối thủ phương Tây, đặc biệt là các tàu chạy bằng diesel được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Cùng với đó, Nga cũng đang phát triển các loại vũ khí mới cho tàu ngầm, bao gồm cả các loại ngư lôi hạt nhân có sức công phá bằng cả trăm triệu tấn thuốc nổ thông thường và có thể tàn phá một thành phố. Đặc biệt, các kiếp thủy thủ của Nga được đánh giá rất cao và trình độ ngày càng nâng lên. Sau khi viết về cán cân sức mạnh giữa Nga và Mỹ, tạp chí Business Insider cho rằng sự cải tiến công nghệ và xây dựng nhanh chóng các cơ sở đóng tàu của Nga khiến cho đại dương trở nên nguy hiểm hơn cho các tàu ngầm của Mỹ. Tuy nhiên, hàm đội tàu ngầm của Mỹ vẫn chiếm thế thượng phòng. Cùng với tạp chí Business Insider, một tạp chí khác của Mỹ là The National Interest cũng đã có bài viết đánh giá rất cao tàu ngầm Nga, nhưng đưa ra kết luận khiến nhiều người bất ngờ. Theo tạp chí này, hiện nay Nga đang chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ năm, trong đó có sát thủ của tàu sân bay Mỹ. Sau khi thành công với hai mẫu tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ thứ tư, Nga đã bắt đầu công việc chế tạo hai mẫu tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ năm. Tạp chí Mỹ cho biết, báo Mỹ mô tả rằng trong số hai mẫu này, có một mô hình được thiết kế để chuyên đánh chặn tàu ngầm của đối phương. Mẫu thứ hai là một sát thủ tàu sân bay, chuyên dùng để triệt hạ những mục tiêu lớn trên mặt nước như là hàng không mẫu hạm hay là tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn. Tác giả bài viết lưu ý rằng Nga đang phấn đấu hồi sinh ngành đóng tàu ngầm với sức mạnh mới. Sau nhiều năm ngừng hoạt động thời hậu chiến tranh lạnh, Moscow gần đây đã giới thiệu hai loại tàu ngầm mới thuộc thể hệ thứ tư rất thành công, National Interest cho biết. Vào năm 2013, Hải quân Nga đã nhận được các tàu ngầm chiến lược lớp Borei mang tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava cũng như các tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của đề án Tsar, mang nhiều các tên lửa hành trình tấn công mặt đất như là RK-55 Granats, P-800 Onyx hay là Kalib. Những tính năng của các tàu ngầm hạt nhân Nga đã gây ấn tượng với nhiều chuyên viên quân sự Mỹ. Các chuyên gia quân sự Anh cũng đã từng thừa nhận rằng Mỹ và NATO không biết nhiều về tàu ngầm hạt nhân của Nga, những hệ thống vũ khí của chúng còn là điều rất bí ẩn ngay cả một loại tàu ngầm thế hệ cũ của nga là tàu ngầm đề án 941 Akula cũng đã khiến phương tây phải thán phục trước tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới này là một điển hình về trình độ kỹ thuật hoàn hảo và độ lặn sâu tới 500m hoạt động độc lập dưới đáy biển suốt 180 ngày đêm con tàu có sức mạnh kinh hoàng với 20 bệ phóng cho 20 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa ba tầng nhiên liệu rắn R39Rix có tầm phóng là 8.500 km Mỗi quả tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng MRIS, mỗi đầu đạn công suất là 100 kg tổng. Tổng cộng con tàu trang bị 200 đầu đạn hạt nhân với sức công phá là 20.000 kg Đầu năm 2013, hàm đội phương Bắc của Nga đã tiếp nhận vào biên chế những tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới, trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava và 6 tên lửa hành trình thuộc lớp Borei. Cho đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ được bổ sung thêm 8 tàu ngầm đề án Borei và Borea. Cho đến giữa năm 2014, Nga cũng đã cử hành nghi lễ thượng cờ long trọng trên kỳ đài của tàu ngầm hạt nhân đa năng K-560 Severus. Trước đầu tiên trong loạt 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc đề án 885 Yasen với các tên lửa hành trình siêu mạnh, trang National Interest cho rằng hiện nay Nga đang sở hữu khoảng 70 chiếc tàu ngầm hạt nhân và thông thường được chế tạo theo công nghệ đỉnh cao nhất của thế giới, đặc biệt là với lớp vỏ tàu cử từ bằng Titan. Vì vậy, sức mạnh của hạm đội tàu ngầm Nga là không thể phủ nhận nhưng chỉ có hải quân Mỹ với những tàu ngầm đỉnh cao mới đủ sức khắc chế, tạp sĩ Mỹ khẳng định. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.